Hi, chào tất cả anh em yêu thích game Nhất Kiếm Chi Vương. Thì trên màn hình anh em đang xem đây chính là một con acc top 2 của server 18. Thì hiện tại acc này đang là SVIP 7 nha nè, SVIP 7. Rồi, thì để xem trong video ngày hôm nay mình sẽ review xem cái con acc này đó là từng lên những cái gì rồi nha anh em. Thì trước tiên mình sẽ vào VIP coi bao nhiêu nữa. Cũng sắp VIP 8 rồi anh em ơi. Tầm khoảng 120k nữa. 125k nữa là lên được VIP 8 rồi nha. Nói chung là cũng tính là VIP 8 đi. Rồi. Thì tạm thời lực chiến đang là ở 265k cho ngày thứ 5. Hôm nay là ngày thứ 5 nha anh em. Rồi để xem trong cái phần thánh trang có những cái nào. Ủa sao cái phần ốp trang bị hết rồi à? Dấu chấm đỏ còn nhiều quá mà ốp trang bị tại sao nó lại không lên ta? Hay là tắt cái nút này rồi? Ví dụ như trong thánh trang, mình sẽ vô trong thánh trang mình xem trước. Nói chung là trang bị đỏ thừa rất là nhiều như nào. Nói chung là cái game này thì trang bị đỏ thì cũng sử dụng hết rồi anh em ơi. Quan trọng có cái thằng viên thạch này nè. Cái viên thạch này thì nó lên hồng. Đó, cái viên này lên hồng nha anh em. Có nghĩa là có hai viên thì up được cái viên này lên hồng thôi chứ không gì hết. Thì nói chung là ở đây thì cũng có được 3 món đỏ thôi. 3 món đỏ. Chà. Cái này thì nuốt đại nuốt càng thôi anh em ơi, nuốt làm sao mà. Ủa ở đây nó có cái sừng đúng không? Cái này chắc 700-800 điểm vậy rồi. Thôi cái này mình sẽ không động tới nha anh em, tại vì cái này cũng không có gì hết á. Nói chung là hồng trang thì anh em ai cũng như ai thôi à. Rồi, để coi 4 món truyền thừa. Tăng trang bị. Rồi luyện thằng một món thánh trang. Tại vì nếu mà muốn luyện cái này nè. Đục lên 2 sao luôn kìa anh em ơi. Nếu mà cái này nè, cái này lúc nãy mình nói á là thì phải lên hồng. Đấy, phải lên hồng mới xong hoàn thành nhiệm vụ nha. Không lên hồng thì không hoàn thành. Thì đây thì mới ngày thứ 5 thôi anh em ơi, ngày thứ 5 thì anh em cũng nhìn thấy đó. Ngày thứ 5 thì nó có hoàn toàn gần xong hết rồi. Mở 30 ô tỷ luyện. 30 ô tỷ luyện này chắc mình nghĩ là ở cái ngày thứ 5 mở server nè, có nghĩa là ngày thứ 5 nó đã mở rồi. Kích hoạt pháp trận, có nghĩa là nó tính năng chưa mở nha. Chắc mình nghĩ nó sẽ xong cái nhiệm vụ chuyển sinh 2 này. Chuyển sinh 2 này nó mới mở nha. Thì để coi yêu cầu gì đây. 33 gần rồi nè. Nói chung là gần rồi, nó ba nuốt lên 3 phát nữa, nuốt lên 3 phát nữa thì con này nó lên rồi. Anh em chú ý nha nè. Như vậy là cái chuyển sinh 2 là nó yêu cầu cái chỗ này là cái bậc 35 nha nè. Đó, bậc 35 thì sau này nếu anh em nào mà có lên á, anh em nào mà có lên tới đây thì phan nó lên mấy cái này cho đều, mà anh em lên cái này ưu tiên lên cái này trước, cái 35 xong cũng được anh em. Nó đâu mình vô đây mình coi. Đang gì đâu, nguyên thằng đang chăn thú. Nguyên thằng đang chăn thú này chắc là không ghép được rồi. Tỷ tỷ này, nói chung là trong thú này thì đầu game thì mình thấy cái game này anh em ai cũng như ai chăn tớp hay là không tớp thì cái trang bị nó thú nó rất là khó kiếm anh em. Thú đầu game này nó khó kiếm lắm, mặc dù anh em có thú đỏ cũng vậy. Cái này thì nó mua nè, còn thú đỏ thì mở hên xui anh em, mua nhiều anh em ơi, mua tầm 5 trứng 6 trứng vậy anh em mở lần đó. May mắn nó còn ra đỏ chứ mua mở lần từng viên từng trứng nó không ra đâu. Được có con thú đỏ này, thú đỏ mua. Còn mấy thú cam này thì không nói rồi nha anh em, thú cam thì không nói rồi.
thú là phải nói về cái độ may mắn anh em ạ. Ây da, uống miếng nước xong cái tính. Rồi, bắt đầu vô review anh em ơi. Thì trước tiên là xem cái phần trang bị, thì trang bị ở đây coi hộp ngẫu nhiên nha. Ở đây nó có mấy cái hộp này để mà mình úp thử coi nè. Thì nghe chú Ạc nói là cái tới đây thì nó đã có thiên phú rồi đó. Thì từ anh em mình cùng nhau nghiên cứu xem để coi cái con này nó sẽ đi cái đường nào. Rồi, trước tiên thì anh em nhìn thấy nè. Đủ. Hồng thì đã full hồng 3 rồi nghe anh em, full hồng 3 rồi thì mình còn chưa lên hồng luôn á. Đối với cái game này thì nó rất là dễ kiếm đá luôn anh em ơi, trang bị hồng rất là dễ kiếm, mình nghĩ chắc lên càng cao cũng càng dễ kiếm chứ không khó đâu. Game này mình ăn boss 2-3 con nó ra mảnh liên tục luôn, gần như ra mảnh liên tục. Nói chung là nếu chung cài cái game này anh em phê lắm anh em ơi. Rồi, để coi con này gì đâu. Ồ, con này được 15k nè. 15k như vậy là 15% F. Con này được giảm sát thương 10 rồi đúng không? Con này mới có con cam thôi, cũng chưa có lên đỏ nè mà. Rồi đây cái gì đây? Kỳ vật hồng nhan cấp S ngẫu nhiên, để mở ra được gì đây. Đấy, viên. À. Để coi cái này tăng được bao nhiêu nha nè. Ồ, 1k3. Nói chung là 1k3. Cái viên đó thấy phần trăm nhiều nhưng mà nó không có được như mình mong đợi anh em ơi. Viên đó phần trăm nhiều không có như mong đợi. Cái game này nó bán viên đan nó dở cái là không được, mình dùng một phát không được hết anh em. Nó đây coi, đây là đá hồn tinh ngẫu nhiên của trang sức, và đây coi đan thuộc tính cao đúng không? Đấy. Có tiền thì có tất cả thôi. Ủa, ở đây sao mà nó đỏ nhiều quá vậy ta? Bật vũ khí bật 4 nó kêu mình up lên đúng không? Kêu mình nâng cấp đúng không? Chứ đáng lý ra mấy cái chỗ này là nó đâu còn dấu nữa đâu. Trên đây hết rồi nè anh em. Đấy, trên đây hết rồi. Chà, chả lên trang bị 4 cũng khá là nhiều nha. 1, 4, 4, 2, 4, 4, 3, 4, 4. Ủa sao không lên hồng 4 luôn? À. Mình cũng không biết là hồng 4 nó có kích hay không. Nhưng mà mình cũng không biết là hồng 4 nó có kích bộ cho 3 hay không anh em. Nhưng mà chắc mình nghĩ chắc kích. Ồ, ăn boss toàn level cao, ăn boss cao sướng hết nè. Level cao an toàn boss và cao không? Mình cài cấp mình thấp mình ăn đâu cao được anh em. Ủa sao cái chỗ này bay không được ta? Đáng lý ra chỗ này có cái cánh mới đúng mà, chỗ này phải bay lên mới đúng, hình như là tắt hết hay sao ấy. Mình cũng không biết cái này ạc này tắt cái gì hết rồi đó. Đáng lý ra là nó phải bay mới đúng, chỗ này phải bay lên được nha anh em. Cái con này phải bay lên được nè, bay lên được anh em mới làm nhiệm vụ chụp hình được chứ, sao không có cánh. Ví dụ chỗ này giờ nó hiện rồi đúng không? Như này up lên hiện được nè. Đó giờ nó hiện rồi sao mình không thấy cánh ta? Hay là cái bản đồ này không bay được, để mình nhớ bản đồ nào đây. Để mình đi ra ngoài thử coi. Cái bản đồ đó, đi ra ngoài để thử coi, ra ngoài để chắc bay được mà. Ở đó nó ra trong thành này, trong tương dương cũng phải bay được mới đúng chứ ta. Ủa? Ủa sao cánh chỗ này không bay ta, không lẽ không mang cánh sao? Rồi để mình vô trong phần cánh luôn coi ta. Chỗ này có cánh mới đúng nha anh em, không lẽ cái con này nó không bay được thì mình cũng không biết thì tại sao mà không bay. Mình thấy đây là không bay được nè, đây bay không được. Rồi hồng trang thì khỏi nói rồi, top dù sao cũng là top anh em. Hồng trang cũng khá là nhiều nha. Đúc ba hết rồi nè, đúc ba được món ha. Ở đây thì full 3 nè, full 2. Cái này phải full 3 mới up được ma trang được. Đấy, đây coi à. Hình như thiếu nè anh em, đúng không? Hồng trang, ma trang, tiên trang, Phật trang.
Ủa như là cái áo, áo này thiếu đá sao? 72 viên nè anh em ơi. Tớp thì thiếu đá cài ha. Mình thì như mình cài được 3 món 4 món vậy, được 4 món rồi. Thằng Hiển không có gì anh em. Ủa này nâng lên tới xanh luôn hả ta? Ủa nó ở đây nâng lên tới 7 luôn à? Ủa, công nhận đá cũng cũng nhiều dữ dằn chứ. Ồ thì gái này đi đi trong tháp mới ra. Hôm qua mình đi có 1 lần anh em ơi, lười quá trời lười luôn, nói thiệt mình lười dữ dằn luôn. Đi tháp ngày nó cho mình đi 9 lần mà lười quá trời đi không nổi, là biến giống vậy chứ. Nói chung là mình cũng thuộc cái dạng vậy, là siêng 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 nhất luôn á. Ở gì đây, có thể nhận là sao đây ta? À tiến độ tải. Ủa từ ấy vậy nó không có nhận mấy cái thưởng này sao, hay là nhận hết rồi chưa nhận nè? Kinh vậy. Ủa sao mà nó để đây mấy ngày, nó nằm nước mắt trước mắt thì được hay vậy ta? Đấy đây coi. Game này sướng lắm anh em ơi, game này cài lại sướng lắm, nói thiệt với anh em. Để coi mình coi tối nay cái hoạt động tối nay nó làm sao anh em. Để coi nó có tặng vàng, nó có thưởng ngọc nữa không. Mấy cái phần lại lãi suất lợi nhuận mà từ đấu giá của nó cũng ngon lắm anh em. 5k 6k không. Mà tối này mua hết cánh mua đồ luôn ha, là được 9k đó. 9k mấy. Cũng ngon. Cái acc này thì nói chung là đầu game thì cũng chưa có gì đâu anh em ơi, chưa có gì đâu. Tọa kỵ nè. Tọa kỵ thì lưu vào mấy ta? Bậc 5. Nói chung là ảo quá đó coi. Tọa kỵ bậc 5. Ồ, mua luôn cái này anh em ơi. À, cho mua cái này. Có một cái điều gì nè, anh em lên mấy cái con ảo quá này đúng không, hạn chế úp cái này, mà anh em phải úp mấy cái này nè. Đấy lên úp hết mấy cái này luôn anh em ơi, mấy con này anh em chưa úp nè. Trời ơi anh em biết không, anh em mà không úp cái này là anh em bỏ đi một số một lượng sát thương cực kỳ lớn luôn á. Ví dụ như trong cái kỹ năng của con này, nhất là cái kỹ năng thức tỉnh nó đúng không, đỡ 0,5% đấy, nó y gan như là một món ảo quái vậy đó. À, khi anh em lên được một món này xong rồi y gan như một món ảo quái vậy đó, mà nó chỉ tế bật bật máy thì mình không biết như, đấy phá giáp được 40%. Ngoài ra anh em úp cái này nó vừa tăng lực chiến mà vừa tăng được cái kỹ năng, anh em đã coi đây phần trăm không, đấy là tăng vĩnh viễn HP toàn thân 0,5%. Cho nên là mấy cái này quan trọng lắm nha anh em mà không úp cái này uổng lắm nha, phí lắm nha. Nè trọng kích 1,5%, úp cái con này nó sướng muốn chết luôn, lên được chiến ngon lành luôn nha. Mình do mình chưa có đá nhiều cho nên mình chưa úp đấy, chứ úp với cái này là tăng tăng lực chiến nhiều lắm đó. Nè thuộc tính vĩnh viễn nè, toàn thân 0,1%, ngon không đó. Cá né 0,7% là gần 1%, mà còn gì nữa đúng không đó. Kỹ năng cuối nè, tăng vĩnh viễn HP toàn thân, quá im luôn. Tớp tớp mà có càng nhiều mấy cái con này là ngon anh em ơi, tớp có càng nhiều con này ngon. Mà thức tỉnh nó bằng cái gì ta? Tháng sau thì bằng đá nè, tháng sau thì nó bằng đá rồi đúng không? Nó áo quá nè. Đấy, để coi à. À đây, ủa sao đây đây nó đầy cấp rồi ta? Nó đầy cấp mà nó chưa mở kỹ năng, không lẽ cái này tính tính thuộc tính sao sao để coi cự mang hiệu quả kỹ năng. Vậy là không lẽ tăng bạc anh em. Nó không có để bạc luôn. Ồ úp với cái này cũng căng nha. Để nữa mình kiểm tra lại cái phần này coi anh em. Đáng lý ra mấy cái này tăng sao, mình tăng sao có 5 sao đúng không? 5 sao. Đấy. Ủa mấy cái này nó chưa kích là sao ta? Đấy đã có nè. Chưa kích. Tím không sao, thôi kệ nó đi anh em, để coi à. Phần cánh nó coi được cái gì đây. Một cái game này mà úp lực chiến chắc buồn chết luôn á anh em ơi. Úp lực chiến cái game này nói thiệt với anh em ha. Không có nghe náo náo động cái gì hết trơn á. Cánh.
Ồ, cánh được 4 cánh nha anh em. Ủa mấy cái này đáng lý ra nó là đều có kỹ năng riêng hết trơn, sao mà nó không kích ta? À, số bạc đạt 5, kích hoạt được rồi. Thế này 6 sao. Ủa này tăng sao anh em ơi. Ủa cái viên này 3k9 đúng không? Đấy 3k9 nè, 3k9 là năng được nè. Ủa, cái viên này ở đâu có ta, để coi coi. Sản sinh động phủ, để coi ở đâu. Ủa sữa ấy được không, để coi nhận cái. Hay là nó cấp chưa đủ ta. Ồ đang liên à, ở chỗ này cái con bơi mới đúng à. Để con này, con ếch đúng rồi, ếch 60% nè. Không lẽ nó hên xui anh em. Đó cái này nói chung là đi đi vô thôi anh em ơi. Ồ cũng nhiều quá ta, để con 1 con, 2 con, 5 con luôn. Ồ chưa đâu anh em ơi, lúc này á chỉ mới có ngày thứ 5 thôi, ít gì ngày thứ 15 kìa, ngày thứ 15 trở đi bắt đầu trang bị đồ mới nhiều. Tạm thời giờ chưa đâu. Về cái động phủ này á, động phủ này thì mới làm. Động phủ định giới thạch. Thôi cái này hên xui thứ bà luôn anh em ơi. Dây đang dược. Đang dược thì anh em nhìn thấy nè, cũng có 2-3, cũng không có nhiều ha. Cái chỗ này nhỏ nhỏ trên điện thoại anh em chắc không nhìn thấy đâu anh em ơi. Cái chỗ này đang dược toàn thuộc tính á, đang dự toàn thuộc tính nó 1%, điện thoại anh em cũng khó nhìn thấy mấy chữ này đâu ha, rất là nhỏ luôn á. Thấy máy úp phát 800 kìa. Mình do mình á, mình cũng không biết là cái nhà mình xem, chủ yếu mình review xong mình xem cái này thì mình mới biết lên đồ sao anh em. Tại vì cái cấp của mình thấp quá, cấp mình thấp quá cho nên là mình không có thể lên được. Đấy nhìn mấy cái đan này thì giống của mình rồi, anh em thường xem mình nhiều thì anh em cũng biết. Chủ nhân, những bảo vật tu luyện ở đây đều có giá rất ưu đãi nha. Mấy cái này chưa mua đúng không? Mấy cái này nói chung là chưa mua. Để coi ngọc coi. Ủa mấy này cũng mua sạch rồi anh em ơi, mua sạch thành xanh rồi. Mua hết trơn, còn cái này chưa mua. Cái này mình đang cần một viên này nè anh em ơi. Mình đợi ngày mai mình có ngọc còn 7k mấy vàng luôn kìa, 7k mấy ngọc luôn anh em ơi. Ơ sao không mua cái đó ta, mua được hai cái viên đó thì nên nâng cấp cái con bé nó lên được 1 cấp hay gì đó, cái con chăn thú á, là nó lên được 1 cấp, hình như là cấp A cấp S hay sao đó mình cũng không biết, nên giống như là nó nâng sao để nó nâng lên vậy đó. Năng sao vậy đó, mà cũng thấy nó thông báo thì cũng khá là im á. Giờ hệ thống sido đồ mình cũng không, tạm thời không có cái gì để review anh em ơi. Hệ thống sido cũng không có gì review, hoặc là ghép tính năng thì do mới có 5 ngày nó chưa mở được nhiều cấp đâu, ít gì tầm khoảng level phải 300 mấy đúng không? Cấp này thì cũng chưa có cao cho lắm. Tầm khoảng nửa tháng nữa kìa anh em mới thấy cái tính năng này, game này nó ra nhiều anh em. Cái game này có lối chơi gan như võ lâm luôn á. Đầu tư, về cái phần đầu tư thì trưởng thành mua xong rồi nè anh em. Mua xong cái trưởng thành chắc là ngọc phá nhiều lắm anh em ơi. Dùng lần này có thể tăng 50% F, 53%, kinh thế. Ồ 50%. Đấy, dùng lần này có thể lên 1 cấp. Dùng lần này có thể tăng lên 1 cấp. Đấy,
Ủa nói sao mà nó không lên cấp nhanh được ta, mình chỉ dùng được có 4 lần thôi. Đúng là lên cấp này nhanh lắm nghe anh em, một ngày nếu mà một ngày anh em dùng mấy phát như vậy thì chắc lên cấp im lắm ha. Còn cái này anh em, cái này thì nó đã bậc 3 rồi, bậc 3 level 33 rồi, còn hai phát nữa là nó đã xong lên được cái nhiệm vụ chuyển rồi anh em ơi. Lên nhiệm vụ chuyển rồi, để coi mình coi cái này thì nó đó, đây 33 rồi nè, 32 đúng không? 32 lên 33 để coi đan này nó nằm ở đâu ta. À đan này phải mua. Linh thú, linh linh thú sơn đúng không? Thưởng giang hồ. Để mình coi có con nào mình thả không ta? Không có anh em ơi. Như thả sạch xanh hết trơn luôn hay gì rồi. Mình phải mình có được, mình up được, mình lên cái này cái mình xem được là anh em ơi, để xem cái này biết là game nó tẩy luyện, mở tẩy luyện liền à. Tại vì á cái tẩy luyện là nó mở ngày thứ năm, và ngày thứ năm nó đã đủ điều kiện nè, đủ điều kiện rồi. Mình không biết cái game này nó tẩy luyện như thế nào, để mình xem vô coi. Nói chung là bên trong này nó cũng chưa có anh em ơi, bên trong này cũng chưa có mấy cái hoạt động giống như là tẩy luyện được, chưa mở đúng không? Đấy nó chưa có mở. Còn muốn up lực chiến thì mình nghĩ chắc là tăng trên trang bị để mình xem thử coi up được bao nhiêu nè, 270 đúng không? Đấy 270. 270 thì vô trong cái túi này thì nó để là năng bạc thôi, năng bạc thì ở đây chắc mình chắc là trên trang bị nó có đó nè, trang bị nó có là nó yêu cầu vậy đó. Đó, có nữa nè. Rồi để mình up thử hết cái này tăng bao nhiêu được chiến nè. Đấy, mấy cái này mình nhắn dùng nhắn mặt thì nó đưa mình tới rồi mình sử dụng thôi chứ không gì hết. Mấy cái này thì ghép thì không không có ghép rồi anh em ơi. Chung là ghép không có ghép thì chỉ đỏ lên thôi, cường quá lên thôi. Đó. Chỉ cường quá là dùng trang bị cường quá lên thôi chứ thực chất mà không có gì hết. Đỏ cam thì cũng như nhau thôi, mình thì mình quất hết không chừa nào hết trơn anh em. Mà tại đây acc này của top người ta cho mượn để review, cho nên là mình không sử dụng nhiều cái năm vàng, mình có thể sử dụng được, ngọc sử dụng được. Đó, để coi thành trì. Trên cái bản đồ thành trì này nè, nó rất là nhiều cái hoạt động nằm trên đây, hoạt động ban ngày luôn á, đông lắm. Cho nên nếu mà cầm một cái hoạt cái ạc như vậy đúng không, cầm cái ạc như vậy mà đi hết cái hoạt động, đi đánh nhau BK cả ngày luôn, nó thiệt là vui cực kỳ luôn á nè. Bữa nào game mà nó hết lắc là mình cầm mình đi. À để mình cũng không biết là cái con này đánh nó có bị hụt giống như mình không ta, hay là tại vì mình đang chơi cái mình đánh đánh con boss đó nè, cái nó đã bị hụt 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 tự nhiên nó hụt giống như là nó hết mana, nó ngưng đứng gì đó. Để mình vô đây mình đánh thử coi. Đấy ù lên tới tới hai chuyển đúng không, hai chuyển một, để mình ăn thử con hai chuyển 100 thử coi ta đang bị bật mấy đây, đây bật 4 đúng không, coi. À nói chung là hết bên đây chắc là bật 4 quá, nói chung là lên tính đây là bậc 4 anh em. Chuyển hai này chắc ăn không nổi rồi, chuyển hai này chắc vô con boss nó đấm một cái là mặt mày tè le liền. Ồ lên tới chuyển hai này tới tầng 5 này rồi vẫn còn trứng 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 cam anh em ơi, vẫn còn trứng ếch chứ chưa trứng lên, chưa trứng hai ếch anh em ơi. Con này chắc ăn không nổi quá. Coi nó đánh tí xíu đi nghe nè, có lẽ nó đánh âm thanh nó hơi to. À chết, không chết đâu nè, mà tới đây thì chết, không chết nhưng mà hơi bị lâu á. Phái đào hình như là cái này nó đi cái đường nào ta, tao hình như là nó đi đường thủ hay vậy ta. Đấy nghe không, cái bon nghe chưa. Đây là mình nếu theo mình chơi á, mình sẽ không sử dụng cái kỹ năng di chuyển này đâu anh em, tại vì nếu mà dùng cái kỹ năng di chuyển này là nó mất một cái, nếu mà đánh boss không thì mình sử dụng tính năng di chuyển này, nếu mà đánh boss mình sẽ sử dụng vậy. Ủa mà thằng nào di chuyển đâu ta, không nhớ nghe anh em, tại vì cái cái thằng có cái hình người đúng không, đó thằng có hình người đây, mình sẽ tắt bỏ cái này nè,
Để coi à. À cái tính năng là cái ví dụ như cái này cái tính năng BK nha em. Cái thiên phú này á, thì mình sẽ lựa chọn ví dụ như anh em không có anh em không ăn boss á thì chịu khó mình chuyển lên đây này nè. Đó ví dụ như trên đây là kỹ năng đánh boss. Auto đánh boss là đánh nhiều đúng không? Có nghĩa là nó không có khống chế. Mấy cái kỹ năng khống chế thì nó không làm mất máu được nhiều anh em ơi. Đó, có nghĩa là khi nó up lên cái này á thì đánh quái mới nhanh, đánh boss mới nhanh nè. Đó, còn ví dụ như cái này á là khiêu chiến đơn có nghĩa là đánh 1-1, đánh 1-1 nó ít khống chế đúng không? Còn BK nhóm thì nó sẽ khống chế nhiều hơn. Còn đánh giang hồ này là nó cũng có kỹ năng nhưng mà đầu game này á thì mình thấy kỹ năng nó cũng khá là ít anh em ơi. Đấy, mình đã sẽ tắt cái di chuyển này lại nè. Đó anh em đừng có để cái di chuyển nó nằm trong đây. Đó, nó anh em nhìn thấy nè, nó đơ đơ nó đứng nè. Đấy. Mình để mình hỏi nữa, mình hỏi lại coi Đức xem cái nó bị đứng nè anh em nhìn thấy nè. Khi nó bị mất máu mình có cảm giác nó bị đứng không lẽ mình do máy mình mà máy mình chơi có một ạc này mình quay là chỉ có một ạc đâu có hai ạc đâu anh em. Đâu có để hai ạc lên đây đâu mà nó cứ hơi đứng đó. Đánh Liga là nó hết kỹ năng thì cái kỹ năng đánh thường này nó phải đánh liên tục mình cho mình mới đúng nè. Đó, nếu mà nó hết cái kỹ năng này thì kỹ năng liên tục nó phải đánh thường liên tục mới đúng. Mình có cảm giác là nó hụt mana sao nó không đủ mana để đánh hay sao anh em. Đúng không? Nói chung là con này thì ăn không nổi anh em. Ăn con này thì hơi đắt quá. Để coi 220. Rồi 260 chắc ăn được không ta? 260 thì ăn chắc thoải mái rồi. Đấy, đứng nè, thấy chưa? Mình không biết là do tại máy cái máy của mình hay là sao, hay là bị lắc hay là anh em mình không biết anh em có hay không. Mà mình chơi trên điện thoại hồi tối ngày hôm qua mình lấy cái máy mình chơi trên điện thoại mình có thấy cũng vậy đó anh em. Có nghĩa là đang đánh đông vậy đó, nó bị đứng hồi mình cũng không hiểu sao đó. Mình phải nhấp tay mà nhiều khi nó còn không ăn nữa kìa. À, hôm nay mình đứng với hán con boss ta, boss vùng què mà cao vậy trời. Ấy dạ. Trời ơi anh em nhìn thấy này, giữa người giờ boss nó đứng. Không lẽ nó đánh không được là do nó đạp chân mình ta. Đúng không? Có nghĩa là nhiều khi mình đánh mình thấy nó đứng là do hai cái con boss này nó đạp hai cái chân mình, rồi hai cái tay của nó kẹp, hai cái chân nó kẹp luôn hai tay mình cho mình đánh không được đúng không? Rồi cái này nó hơi bị xàm rồi đó, hơi tào lao rồi đó. Mà thực chất quá con boss này nó cao quá anh em ơi, nó cao hơn người ta nhiều lắm, cao hơn bằng mình chỉ bằng 1/3 con boss thôi. Giờ mà nhân vật bằng 1/3 con boss thôi. Mình không biết, chắc là do tại máy rồi đó anh em ơi, tại máy rồi đó, chắc là do máy mình, không lẽ do máy mình bị lỗi gì sao ta. Đấy. Mà mình để ý vậy nè anh em, cứ con boss nó đầy máu thì không sao, mà khi con boss nó máu con boss nó giảm xuống đây là nó bị vậy đó, nó giảm xuống đây là nó bị đấy đứng nè. Nó mình không biết máy của anh em như thế nào nhưng mà máy đó mình bị nè. Khi mà cái máu nó bắt đầu đầy lên đúng không? Ồ ở đây dùng tới máu vàng luôn ta rồi. Đấy. Rồi đó, máu bắt đầu đầy rồi đó nè. Rồi anh em coi có nó bị hụt hơi hay không. Đó. Máu bắt đầu nó lên hơi cao hơn tí xíu, nó tầm còn tầm khoảng 70% là nó cứ bị hụt hơi, đánh bị hụt hơi. Mà mình không hiểu sao luôn á. Cứ đây là đó, bây giờ nó máu bắt đầu đầy nó quýnh lại thoải mái rồi đó. Mình không hiểu là tại cái máy hay là tại cái game của mình cũng không biết luôn á anh em ơi. Đó, em thấy không? Còn đứng đơ đơ nữa không? Hết rồi đúng không? Đấy. Để coi được cái gì nè.
cái game này nó đỡ một cái á, đù giải câu đố thôi, cái lệnh này mình giải không được đâu, nhiều khi nó đưa ra mấy cái chữ là mình chịu luôn á. Nhiều khi nó đưa ra mấy cái chữ là chịu luôn á. Để coi này còn bao nhiêu lượt ta. Một lượt. Thư. Sau khi quỷ sư đồ. Ủa, nhận được ai quỷ với ta? Nhiệm vụ xuất sư sẽ cài lại. À, thích mọc tóc. Nói chung là cái game này thì ăn boss ngon anh em. Về cái ạc này thì anh em khỏi nói. Đầu game thì không có gì hết trơn anh em ơi. Đầu game thì mình không thể xem được cái gì hết trơn anh em ơi. Lên tới đây thì toàn là mấy cái sự kiện thôi à. Có review được cái hồng trang nè. Đấy. Hồng trang thì khỏi nói rồi, hồng trang là cao nè. Đó. Ủa. À, cái này của trang sức anh em ơi, trang sức. Đấy. Lực chiến đâu? Hai món rồi. Ủa. Mới qua anh em ơi. Quên, mình lộn anh em, nói chung là mình lộn một số game khác anh em ơi. Cứ nhớ, mình nhớ trang sức là up một phát lên, nhưng mà trang sức này nó dính chung với trang bị của game này luôn, mới được 3 món thôi. Đấy, được 3 món thôi. Vàng thì đủ nhưng mà cam thì thiếu nè. Ô tím thì thiếu. Game này mà anh em cài là cực lắm ha. Chủ nhân, có rất nhiều bảo vật tu luyện ở đây, chúng ta mau mang chúng về nhà nào. Ở đây đang được 196 vé rồi đó nha anh em. Nói chung là đang để dành đó. Đang để dành xài up lên bậc 5. Nói chung lên level cao chút up lên ngon anh em. Còn nếu mà để level thấp quá anh em sử dụng là nó không có đồ ngon đâu. Lên level cao mới có nhiều đồ ngon. Đá này đá mấy đây? À đá 7 luôn anh em ơi. 400 lần. Ồ. Ở đây nó đã mở cái này rồi anh em ơi. Ấn hả? À tính năng này chắc là chưa mở đâu. Ấn khắc huyền vũ tiên. Chưa mở đâu, chắc là chưa mở đâu. Để coi đây là gì đây. Tứ tượng thần quy. Sứ mệnh vàng. Ấn này thì nó chưa mở nè. Thường á là mấy cái game này á, đối với cái nhiệm vụ chuyển sinh á, anh em làm xong cái nhiệm vụ chuyển sinh xong một cái nó mở một đống nhiệm vụ cho anh em luôn, mấy cái một đống tính năng mới luôn. Còn mà chưa xong thì thôi chịu. Còn ví dụ như mấy cái pháp bảo này á, thì đầu game này nó có thôi, còn lên level cao tí nữa thì chưa đâu. À được cái pháp bảo ếch luôn nè. Pháp bảo này nó ở đâu ta? Chưa ảo hóa. Đó vậy thì ảo hóa lên. Đấy. Anh em thấy không? Đấy. Đó thấy chưa? Ra cái quạt liền. Mình không biết quạt hay là kiếm không? Nhìn kỹ lại coi nó là quạt hay là kiếm mà nè. Ôi là nó là kiếm nha. Nó là kiếm. Rồi thì nói chung là đối với cái ạc này thì cũng không có đâu anh em ơi. Cái ạc này chỉ có đầu game á, đầu game thì cũng chưa có gì. Quan quyền bậc 2, 18. Danh vọng 1-6. C
Sếp công trạng, sếp công trạng ở đây nó được 39, cũng y gan như mình thôi anh em ơi. Tớp sao, tớp có gì thì mình có cái đó luôn ở đầu game á anh em. Còn về sau thì nó hơi căng hơn đúng không? Ôi mấy cái này mua hết đi anh em ơi, mấy cái này mua đi, nói thiệt. Mấy ca điểm à. Không thiếu đâu, sợ sau này sùng mấy cái này không hết luôn. Đấy. Đá level 2 đúng không? Đấy, có mua thì cứ mua, đừng có sợ ngại nó gì hết trơn anh em. Cứ mua đại đi. Lại 60k nên hơi thốn luôn. Đây đá level 3 nè. Đá level 3 mua luôn nè. Để chi anh em ơi, mấy cái này nó không ấy đâu. Đừng để dành làm gì hết trơn, 3 điểm này sau này có cứ mua, có cứ mua. Đó. Rồi bây giờ mình đố anh em, chơi top 1 bên mình là bao nhiêu lượt chiến rồi đó. Top 2 là 270k đúng không? Rồi top 1 là bao nhiêu? Đố anh em đoán á. Chưa có gì cho anh em ơi, đầu game là chịu, đầu game không có gì để review hết á. À ở bên đây top thì top 2 mình đang top 1 cũng mới gan vậy thôi. Pháp bảo là anh em đã xem rồi, chỉ có ngoại hình. Ngoại hình thì cũng có được nhiêu đây. Nó sao mặt nó mặc cái trang bị gì mà xấu thế ta. Đấy. Ơi đứng im cơ cưng. Đấy mặc cái bộ đồ ít ra cho nó đẹp đẹp chút xíu ha. Đó, phải bộ đồ này xấu thế. Đây chuyển sang này vậy này, đấy cho đẹp vô coi. Đó. Thôi mày đừng có lắc tới lắc lui giùm tao cái coi. Đụng vô mày cái mày lắc, đụng vô lắc. Đó, đụng vô lắc đi. Để coi à. Cái bộ này với bộ này bộ nào đẹp ta? Cái bộ này gọi là đầm củng nhưng mình cũng chẳng biết đâu, mình nói thiệt cái trang bị mình cũng không biết cái nào gọi là đầm, cái nào gọi là củng luôn á. Đấy kiểu tóc. Trời, đúng rồi, mình đưa cái khuôn mặt mình lên cho đẹp đẹp xinh xinh cái coi. Đấy. Đó, lên cho mọi người xem được cái vũ khí được coi, thay vũ khí được cái. Giống như là lên cái chỗ này đó. Cái này là cái gì ta? Mặc thử đúng không? Cây này thì đang mặc rồi, đang mặc mà mình cũng không biết là nó làm sao luôn. Tại vì nó không có hiện lên. À nó hiện lên đây nè, để coi mặc lên coi. À nè anh em, đấy cây kiếm nè. Đấy quá đau, để coi đau xanh với đau cam cái nào đẹp. Đấy. Cái đau xanh dầm vô nó không rõ lắm ha. Đấy. Đau vàng vàng thì nó mặc lên một cái. Ta sẽ xây dựng cái hình tượng của ta cho nó đẹp vô chút xíu được rồi. Hiển tích. Cái hiển tích này là nó chỉ có một cái thôi anh em ơi, không thể thay đổi được. Dấu chân có dấu chân không? Dấu chân cũng chưa có luôn. Ủa, nói chung là cái game này còn nhiều thuộc tính chưa mở lắm anh em ơi. Dấu chân chưa mở nè, dấu chân chưa có luôn nè. Nếu mà dấu chân có là mở là ít ra nó phải tặng mình cái dấu chân bình thường, cái này chưa có. Dấu chân là chạy có sấm sét chỉ đích thôi, chưa có anh em ơi. Đó anh em thấy không, khác biệt liền thấy chưa anh em. Vô đưa mình khuôn mặt sát sát cho coi. Đấy đó, to hoành ký luôn, dòm thấy cái bên đúng phơi không, có ngực có eo, có ngực có eo thon đàng hoàng đúng đẹp vậy đó. Ra nhân vật mình mới đẹp, xây dựng một nhân vật hoàn hảo lên, cho dù mình là đàn ông hay là phụ nữ hay là cái gì bất kỳ cái gì, mình một cái con ạc của mình là mình xây dựng của nó làm sao cho thật là đẹp, cho thật là tuyệt vời, vậy mình mới thành công chứ. Cho dù lượt chiến mình có cao cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái con ạc của mình thì nó xấu xí quá thì nó cũng không phải gọi là xây dựng một hình tượng đẹp đâu, đúng không? Chúng ta phải hoàn thành cái cho nó đẹp chứ. Trong tay của chúng ta có thể cầm một cái thanh gỗ mục, nhưng mà cái thanh gỗ mục nó miễn sao nó cứng, chúng ta có thể điêu khắc nó lên thành một cái thanh gỗ mà nó có giá trị về cái mặt gì vật chất là coi như hoàn thành. Không cần biết trong tay mình cầm cái gì hết, nhưng mà cầm một khi đã hoàn thành rồi là nó phải cho đẹp. Đang dự không có được nè. Còn kỹ năng thì không. Đối với cái thiên phú này á, thì ở đây mình nói thêm cho anh em chút xíu vậy ha.
đối với cái thiên phú này nó sẽ tự động năng. Còn nếu anh em sử dụng cái tính năng cái điểm tự do này nè, đó anh em mở thiên phú, ví dụ đối với thiên phú 1, thiên phú 2 đúng không, anh em chưa mở thiên phú 2 đúng không, đấy đó. Thì nói chung là mở cái này bằng phá này, mở cái này thì bằng phá. Nó còn đây đánh quái nè, ví dụ anh em để về thì nó sẽ tự động, nó cái game nó sẽ lựa chọn mấy cái kỹ năng cho mình em, game nó sẽ tự động lựa chọn kỹ năng. Còn đây BK đơn nè, ví dụ như anh em đánh Nga Mi hay gì thì ví dụ như anh em đi khi đánh Nga Mi thì anh em sẽ lựa chọn, nó tự động nó đánh mình anh em, lựa chọn cái kỹ năng á. Mà tạm thời nếu mà kỹ năng của anh em ít quá thì anh em cũng không sử dụng được, nhiều mới được đó. Kỹ năng phải nhiều mới được. Đó, còn ví dụ như kỹ năng khống chế đúng không? Khống chế thì anh em nhắn vô vậy thì mấy cái kỹ năng này nó sẽ lựa chọn anh em mấy kỹ năng này khống chế. Ví dụ như kỹ năng vô địch nó cái gì? Là vô địch là thanh tẩy toàn bộ trạng thái bất lợi. Có nghĩa là ví dụ như anh em đang bị chón hay đang bị cái gì đó, đang bị chậm bị gì đó, anh em mà nó sử dụng cái kiêu này á, đánh được ra kiêu này á thì nó giảm thời gian, nó giảm nè, nó giảm duy trì được 25%. Còn ví dụ như cái kim chuông cháo này đúng không, đây coi hiệu ứng của nó là bản thân nhận được bảo vệ nè, đấy nói chung là này thủ nha. Còn mỗi một cái kỹ năng đều khác nhau hết trơn, game thì nó tự động nó chọn cho anh em rồi, anh em chỉ cần vô cái phân phú này anh em cứ thay đổi thôi chứ không gì hết. Cái game này nó dở cái là anh em không thể lựa chọn được cái bộ kỹ năng, cái chọn lựa chọn mục tiêu, ví dụ như nằm ngay đây nè, anh em lựa chọn dễ còn nằm ngay đây. Nhiều khi á anh em gặp cái đối thủ cao quá, lực chiến nó cao hết, cao hơn anh em biết được, anh em không thể thay đổi được ba thằng ở đây, ví dụ ba thằng chỗ này lực chiến nó rất là cao đúng không, anh em muốn thay đổi thằng khác cũng khó nữa. Bây giờ không có nút đổi mà nhắn vô người thì nó lại khó, thay vì mình nhắn cái nút thay đổi cho nó dễ hơn đấy, mà đây nó không có nút thay đổi anh em ơi. Nó bây giờ nhiều khi mình đang đánh quái mà nó hiện lên đánh người đấy, nó hiện lên đánh người, bây giờ mình không muốn đánh người, mình muốn chuyển sang đánh quái cho nó nhanh, chuyển sang nhanh nó hay cái đó. Còn mình đợi mình nhấp vô tay vô nó vô người thì nó nhiều khi có khi trúng hay không, nó tới di chuyển tới di chuyển lui nhấp nó cũng khó anh em, không bằng mà đứng chỗ mình nhắn di chuyển cho nó nhanh hơn. Bảo điển, bảo điển này nó tăng bạc là tăng cái gì ta, à từ tím lên cam anh em ơi, à tím lên cam, để coi ở đây mình sẽ lựa chọn cái này đi ta, thường công đúng không, HP đây mình có thể lựa chọn anh em, lựa chọn không gì hết. Ồ, cái này á, thì nó không có trang bị mà nó nâng lên từ từ anh em ơi, cái này nâng lên từ từ. Ồ, cái này qua tới chú Linh thì nó lại có hiệu quả phần trăm rồi nè anh em, ví dụ như thủ bạo kích nữa lại có phần trăm nè. Cái game này anh em nhìn thấy nè, cái bóng của nó che mắt cái nhân vật đúng không, bóng nó che mắt nhân vật. Để mình quay ngược trở lại đây coi có mặt trời hướng nào, à đúng là cái bóng nó che mắt qua nhân vật anh em ơi, bên đây mặt trời, bên mặt trời hướng bên đây đúng không, trời hướng bên đây đúng không? Mình thay lên cái bộ này mình thấy nó đẹp liền anh em ơi, bộ này nó đầy đủ hơn đúng không. Vậy mấy hồng nhan thì mình cũng không có gì để review rồi, hồng nhan thì anh em nhìn thấy nè, hồng nhan thì y gan, à có cái gì xây xây anh em ơi, pháp bảo tiểu ngân nguyệt, bảo vật riêng, à là cái này nè anh em ơi, năng à hai. Ủa ở đây sao có cái này ta, mình không có anh em ơi, còn nữa hả, đấy mình không có đây. Ủa ở đây còn 130 bệnh, tới là 1 2 3. Ủa ở đây có một cái mình không để ý luôn ta, mình cứ nhắn vô đây xem không à, level 100 mấy rồi,
trăm mấy mình cứ úp đều đều đây lên đi anh em, úp đều đều đây lên đi, sau này cái mình có một con nữa cái mình tách con này ra, rồi mình tách con này ra cái mình cho lên con đỏ hay gì đó. Ví dụ như ở đây mình có mấy con đúng không, thì mình tách nó ra mà lên đều cũng được, mình tách ra cũng được. Đấy nghe có bon không? Hay dạ. Boss này cao, đứng ngay trong chỗ boss này cao quá anh em ơi. Đấy. Đứng ngay con boss này nó đúng là nó cao thiệt anh em ơi, nhìn thấy. Đúng, boss này đánh thì không, mình không có bị lỗi đâu. Đó anh em nghe không? Đánh gì chậm lắm à, cái kêu này nó chậm lắm anh em ơi. Mình không biết ở đây nó kêu hai nó cài gì, nhưng mà đây mình chuyển sang đánh boss nè. Ví dụ như kỹ năng này thì mình chuyển sang đánh chế độ đánh boss nó nhanh hơn. Đấy. Nó sẽ lựa ra những toàn là những cái kêu đánh gây sát thương không à. Chứ nó không có kêu ví dụ như là kêu làm chậm làm trốn, cho nên ăn boss nó sẽ nhanh hơn, là đánh boss riêng đánh người riêng nghe nè. Nó sẽ không có những cái kêu ví dụ như là những kêu đánh rồi đó. Thường á thì đánh cái này á, đánh với con boss nhưng mà sát thương con boss nó thấp hơn, mà mình thiệt mình cũng không cần kêu di chuyển này nữa. Tại vì cái kêu di chuyển này là nó thừa rồi, nhưng mà đúng cái kêu khác cho thì tốt hơn. Đúng không? Khi nào ví dụ như anh em đánh không lại con boss á, khi nó ra cái kêu đỏ hay gì đó, mình mới né kêu thôi. Còn này mình không cần phải né đâu. Mình nếu mà cái kêu này nó chuyển thành cái kêu gây sát thương là nó đánh lên được một kêu nữa nè, thêm được kêu nữa. Mấy cái ạc tớp mà mình nghĩ nè, ạc tớp mà cầm mấy con ngao mi đi cho quýnh em chết luôn á. Ạc tớp nó bút máu, nó sống dài dữ lắm, mà gặp tớp nó mà đánh gần chết cái nó bút máu, đánh gần chết cái nó bút máu. Còn cái con ngao mi á anh em, con ngao mi nó cũng lên thiên phú gan vậy nè, có nghĩa là khi đánh boss á, đánh boss nó cũng chuyển sang cái kêu toàn là đánh boss không à. Đấy, còn đánh người thì nó bút anh em thấy à, bút liên tục luôn, mà nghĩ chắc là nó không auto được đâu anh em ơi, auto đánh người dở chắc gì chắc dở. Tại vì nó lo nó bút máu không à, khi máu nó bị mắc chút xíu á, cái lo nó bút máu, bút máu, bút máu, lâu lâu nó mới đánh người ta một phát thôi. Còn mình nghĩ là cái cầm anh em cầm ngao mi đi qua đánh nhau là chắc đánh thường đến tay không luôn á. Ai da trứng, trứng ai đó, trứng ai anh em ơi. Ở đây thì anh em có thể tắt mấy cái boss này nè anh em, đừng để cho nó hiển thị quá. Hiển thị thì không sao. Nói thiệt với anh em, mình canh cái con boss này ngày hôm qua mình không canh được. Nhiều khi con boss nó gần ra cái mình mắc công chuyện mình đi anh em. Ngày qua mình không ăn được một con nào luôn á. Không ăn được một con nào luôn á. Con boss lĩnh chúa bên boss quản hàng luôn á. Tinh anh thì mình ăn thì không nói rồi. Tinh anh nó ra nhiều, còn boss nó không ra luôn á. Đây còn ít VIP vào tới đâu rồi ta? Ít VIP vào tới đây đúng không? Ít VIP vẫn còn 6 con nè. Boss này vẫn còn 6. À để mình vô đây mình ăn thử coi nè. Để vô trong đây ăn thử coi trong đây sẽ gây bao nhiêu viên thôi. Cổ tầng 2. Mình cũng không biết là nó trong cái tầng này nó sẽ gây bao nhiêu viên, tại vì bên mình ăn tầng dưới nè, tầng dưới thì nó gây 6, tầm khoảng 6 đến 10 viên. Mình cũng không biết cái tầng này nó sẽ gây bao nhiêu đó. Không biết ăn con 220 này, 240 này nổi không ta? 220. Vô đây ăn boss này ăn con nhỏ cũng tốt anh em ơi, con nhỏ như con lớn nha. Vô đây ăn con nhỏ cũng như con lớn mình để ý rồi, con nhỏ ăn nhanh, nhiều khi ăn rất là nhanh, đồ nó lại gây nhiều hơn con to. Cũng y gan vậy anh em ơi, cũng là 9 viên anh em, không có gì thay đổi gì hết anh em ơi.
nó cũng chỉ có 6 đến 9 à, không có gì thay đổi nè. Vậy tính ra em lên tầng trên hay tầng dưới cũng như nhau thôi. Đấy, vậy chắc do máy mình bị lắc quá nè, đứng rồi nè. Đó. Không lẽ là do máy bị lắc hoặc là do game nó lắc mình cũng không thể nào. Nếu mà nói do máy mình lắc, máy mình cấu hình cũng khá là cao, không bao giờ nó lắc như vậy đâu anh em ơi. Mình không biết là để nữa mình hỏi lại Đức coi nó có bị không, đang đánh nhanh đứng không. Chứ thực chất á, là mình cứ hay bự vậy nè, thua đam là thua vậy á, đánh với người còn tức chết nữa kìa, đang đánh nha cái nó đứng. Cũng y gan vậy à, không có hơn thua gì chân. Nếu mình ăn con to một tí coi nè, không biết có 220 này ăn nổi hay không thôi. Có to có nhỏ gì cũng y gan nhau, không có khác gì đâu anh em ơi, y chang luôn á. Tầng 1 cũng như tầng 2, tầng 2 cũng như tầng 3, boss y chang nhau. Level này mặc dù ăn vừa cấp, ăn vặt vừa cấp vẫn được nha nè. Chết không chết, máu cũng không mắc thôi. Mình đảm bảo với anh em không bao giờ anh em ăn được 4 con trong cái map này. Một số game đúng không, một số game mà mình có thể là còn nó còn tầm khoảng 30 giây, 10 giây nữa thoát ra đúng không. Con này không có đâu, ăn xong con thứ ba tầm khoảng 5 giây là anh em bay rồi. Không đủ điều rồi, không đủ thời gian để cho anh em di chuyển thôi. Để đợi khi nào mà lên level được chiến cao cao nè, mình mượn cái ạc này lại một lần nữa đi đánh nhau anh em ơi. Tạm thời bây giờ chưa đâu, đi hoạt động đông đông kìa. Chắc là lúc đó thì mình không biết, có thể là đăng nhập trên điện máy tính mình lắc làm sao mình cũng không biết mà lắc quá. Nếu mà nói lắc thì mình không lắc mà chơi cái game khác nó đâu có bị gì đâu anh em. Mình chơi thấy cổ phong ba thì chưa bao giờ thấy lắc, mà cái game thấy cổ phong ba nó còn nặng hơn này nữa nè. Thằng này mình chơi trên thằng này thì CPU không có gì, trên CPU 13 thôi. Nói về lắc thì không thể nào lắc đâu. À, có một cái. Ôi trời. Nhận hồng nhan là kích hoạt, bổ kích hoạt rồi. Chưa nhận hồng nhan lại không được à. Bao giờ mới được người ta. Trời ơi, bao giờ mới được thằng hết. Hoa không dùng, thằng giao long. Ghê quá. Hai ếch ấm hạn qua cái sự kiện nó có bán cái trứng này, bán cái trứng hai ếch mà nó mở ra được con ếch thôi. Cái trứng ếch ếch thì nó mở ra tỷ lệ mà có tỷ lệ ếch ếch thôi, nhưng mà nó là ra chắc chắn là ra ếch nha nè, ếch đỏ nha, trứng đỏ nha. Thấy cái hoạt động, nhớ cái hoạt động này hôm sướng trời, xong nó thưởng 500 ngọc quê đã thiệt chứ. Game này mà cài là sướng luôn. Rồi xong con boss này cũng xong nghe nè. Nói chung là đầu game thì cũng chưa có gì để mà review được chân anh em ơi. Nói chung là mới mấy ngày thì cũng chưa có gì, tính năng còn ít quá. Sao cái con này nó đánh lâu lâu không biết đâu đó em, mình thấy đánh tới ra cái máy này phải mở rộng server ra thêm tí xíu nữa mới đúng. Đầu game từ ấy tới giờ nó chưa bao giờ nó bỏ trì luôn.
từ hồi lúc mà game ra tới giờ, mặc dù là game lắc game nặng là nó chưa bao giờ bảo trì để mở rộng game. Mình nói thiệt, mình mà có một cái con game ngon đó, mình là chỉ đạo liền, chỉ đạo làm hết mình liền, 3 ngày cho bảo trì liên tục luôn nè. Đấy, đứng kìa. Nói nhiều lúc mà chết cái này mới đau nè. Đánh người ta sắp chết rồi cái mình đứng vậy nó mới đau. À đáng lý ra cái này nó cứ kích hoạt nhân đôi mà ta, đi nhân 2 đúng không? Trong cái boss này anh em, boss này nó chỉ chủ yếu là đá thôi, nó không bao giờ lụm ra cái gì ngon đâu. Hiếm lắm, hiếm lắm nó mới ra được con kỵ á. Coi trong đây có kỵ không. Đấy, hiếm lắm nó mới ra anh em ơi. Tỷ lệ ra mạnh đó đúng không? Mạnh này thì có ra nè. Cũng thấp, nói chung là cái tỷ lệ ra thấp lắm. Đây cũng thấp lắm. Đó giờ đứng rồi kìa. Mình cũng không biết làm sao nó bị vậy luôn anh em. Anh em mình không biết anh em có bị giống như mình hay không á. Bảy viên đó anh em thấy không? Còn đâu phải là boss to là ngon đâu anh em. Nó thường nó ra hai cái viên này nè, nó ra hai cái viên này, hai cái viên tím là cộng giống như cộng lại bằng 10 á. Ủa sao lắc nha ta? Đi qua giao long không được anh em, mình tính qua nó đứng mình đó chụp hình mà đứng chụp không được anh em ạ. Đấy, để coi à. Đây chỉ được vậy thôi anh em ạ. Giao long mình chỉ thấy được vậy thôi. Thôi nói chung là video mình tạm thời tại dừng tới đây nghe nè. Nói chung là mình cũng không có up cái gì hết anh em ơi, chỉ review thấy cái đơn giản thôi, còn sau này lên cấp cao thì tính tiếp anh em ơi, nhiều tính năng thêm mà mấy lúc đó mới mở ra xem được hết anh em. Giờ tạm thời mở vô cũng chưa thấy up được cái gì, cũng chưa có quay được cái gì hết trơn á. Rồi nếu anh em nào có nhu cầu về review thì anh em cứ comment bên dưới rồi mình hoặc là nếu biết Facebook của mình thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp cho mình luôn nghe nè. Review là mình review không có gì hết anh em ơi, mình không có ăn tiền ăn bạc gì của ai hết nha. Hả à, sao không ra con này ta? Con này để mang lên làm con chính nè, con ếch làm con chính rồi mình nâng lên từ từ đó, mình ưu tiên mình nâng cho con chính đi đó, mình nâng từ từ đó nó lên nè, đừng có nâng mấy con phụ nữa. Có con A trước sau, dù sao mình sử dụng con ếch mà đúng không, nó mình sử dụng con ếch thôi, mình cứ nâng con ếch thôi. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.